Chào tất cả các bạn, mình là Tiến Trọng 94, đồng sáng lập của cộng đồng CNN Pro Trading. Rất vui vì được gặp lại các bạn ở trong video tuần này. Ở video tuần trước thì mình đã làm một video là hướng dẫn kiếm 5 đô một ngày trên điện thoại với Forex. Và mình rất vui mừng bởi vì video đó sau khi sản xuất ra đã giúp cho rất nhiều bạn kiếm được tiền. Và các bạn đã vào trong group kiếm 5 đô một ngày trên Facebook của bọn mình, các bạn hãy khoe để cho chúng ta có thêm động lực. Đấy. Ví dụ như này, bạn Võ Trường này là nói về phương pháp CN Daily và các cái phương pháp khác của bọn mình này. Đây là hiệu quả sau khi bạn ấy kiếm được này. Đó, bạn ghi chép rất là cẩn thận. Rồi cả những cái bạn khác nữa. Đây, mình sẽ tô xuống cho các bạn xem. Này, bạn này không biết sao lại âm đây. Này, mới test demo phương pháp CN Scalping quá chất, 1 ngày 45 đô. Các bạn thấy chỉ cần như thế thôi đúng không? Mục tiêu của nhóm này lập ra là bọn mình muốn hướng cho mọi người có thể kiếm được 5 đô mỗi ngày, 50 đô mỗi ngày, 500 đô mỗi ngày. Tùy số vốn của các bạn. Nếu như số vốn của bạn là 100 đô thì 5 đô mỗi ngày là ok rồi. Nhưng nếu số vốn của bạn mà cao hơn 1.000 đô, 10.000 đô, 100.000 đô thì đương nhiên là cái tiền ấy, nó sẽ phải cao hơn, nó phù hợp. Và trong đây thì bọn mình sẽ luôn luôn update và thêm những cái phương pháp khác. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ đưa cho các bạn một phương pháp khác do admin Hoài Tu Bounty tạo ra và đã đưa cho mọi người trong group rồi và đã áp dụng hiệu quả. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn kiếm 100 đô một ngày với Scalping Ichi, CN Ichi. Rồi, đây các bạn có thể vào trong group này của bọn mình để các bạn xem và thảo luận. Bởi vì trong group này sẽ là nơi đầu tiên bọn mình đưa ra các cái sản phẩm, các cái phương pháp và các cái cách mà bọn mình thấy hiệu quả nhất để giúp cho mọi người kiếm được 5 đô mỗi ngày trở lên ở trong group này. Và có một group chat ở bên Telegram nữa. Thì các bạn cứ tìm là sẽ ra thôi. Bọn mình sẽ để hết link ở trong đây luôn. Đấy, ở đây mọi người sẽ chia sẻ kèo, chia sẻ phương pháp vân vân rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ nói đến cái phương pháp đấy. Và ngày hôm trước là ngày 16, 17 gì đấy thì admin Hoài đã có đăng cái bài này rồi. Cái bài này là bài hướng dẫn qua. Và bây giờ mình sẽ nói nó chi tiết hơn. Bởi vì ở đây có thể là cái lúc mà vừa canh lệnh vừa viết nó sẽ vội, nên nó sẽ không được dễ hiểu và chi tiết. Đấy, sử dụng Scalping kết hợp Meiichi và chấm Parabolic. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem thành quả của team mình khi giao dịch với phương pháp CN Ichi vào ngày hôm trước thôi. Đây là tài khoản 500 đô kiếm được lên như thế. Đây, tuần trước này. Các bạn có thể nhìn thấy ở đây là ngày giao dịch là ngày 17. Và các cái cặp bọn mình sell đây. Cặp Uzi này tay hơi nhanh hơn, nên là tay nhanh hơn lão một tí. Vào lệnh nó hơi nhầm, 0.1 thành 1 lot, nên là cuối cùng chốt được có 35 đô thôi. Chốt nhanh, bởi vì vào bọn mình chỉ muốn vào 0.1 lot thôi. Các bạn có thể thấy ở đây là có SLTB đầy đủ hết rồi. Với phương pháp này thì bọn mình giao dịch và bọn mình kiếm được là 80 mấy đô. Và có thể tính là 100 đô một ngày đi. Nó xem thôi, đúng không ạ? Chúng ta có thể kiếm được 100 đô một ngày, tầm 2 triệu một ngày thôi. Đối với các bạn thì mình không biết là nhiều hay không, nhưng mà đối với bọn mình thấy là ok rồi. Bởi vì nhu cầu bọn mình không có nhiều thì thế thôi, 2 triệu một ngày thì một tháng chúng ta cũng thoải mái để chi tiêu rồi. Đây là tài khoản CN Ichi của bọn mình. Và để cho các bạn không nói là bọn mình fake hay như nào đó, mình sẽ cho các bạn xem luôn ở trên tài khoản đây, trên MT4 luôn. CN Ichi chơi này. Đây là cái bọn mình vào lệnh này. Đây là cái bọn mình vào lệnh này. Có nạp này, có chơi này. Đây, SLTB đầy đủ luôn. Các cặp G là chính. Các bạn có thể thấy là bọn mình thường rất hay vào các cái cặp G, bởi vì các cặp G nó chạy nhanh. Như mình thấy là các cặp G từ tầm 1 giờ trở đi nó chạy nhanh, đủ mạnh để chúng ta có thể chốt lời được ngay trong ngày. Và đó là mục tiêu của chúng ta, kiếm 5 đô mỗi ngày, 50 đô mỗi ngày, 100 đô mỗi ngày, 500 đô mỗi ngày. Đấy là mục tiêu của chúng ta, tùy vào số vốn của các bạn, để các bạn thấy được sự phù hợp. Nếu như các bạn thấy ở đây là bọn mình 500 đô vào 0.1 lot với 20 bip TP và SL nó to, thì các bạn có thể giảm nhỏ số lot xuống. Đây là bọn mình làm để cho các bạn xem được là phương pháp này nó hiệu quả. Các bạn muốn quản lý vốn, các bạn muốn nó an toàn hơn, thì các bạn có thể
làm sao vào lốt nhỏ thôi. Và tính lốt thì các bạn lên trang web CN Pro Trading này của bọn mình. Vào trang web này thì các bạn sẽ có một mục là tính lốt, tính sẵn số tiền dư, lãi, lỗ mà các bạn cần phải chịu nếu như các bạn vào số vốn bao nhiêu, phần trăm chịu rủi ro là bao nhiêu. Ở đây là phần tính lốt và lệnh mà bọn mình làm ra cho các bạn ở trên trang web cnprotrading.com. Các bạn hãy kéo xuống và điền các thông số như sau. Ví dụ giá trị tài khoản của bạn là 500 đô, số phần trăm chịu rủi ro là 1, số bip stop loss là 20 và số bip take profit là 20. Như các bạn thấy ở đây là nó tự tính cho các bạn rồi. Số not lên dùng 0.03, số tiền stop loss 6 đô, số tiền take profit 6 đô. Đấy là với 1%. Thế với 5% thì sao? Đấy, số lot nên dùng là 0.13 và số tiền có thể ở đây là bao nhiêu đấy. Chứng tỏ bọn mình vào không quá nhiều đúng không? Đấy. 3% này, 0.08 này, 4% này. Đây. Thì tức là bọn mình vào tầm 4%. Nếu như các bạn thấy là nó hơi nhiều thì các bạn có thể giảm số lot xuống phù hợp được không ạ? Đầu tiên, đây là hệ thống CNIG, là một hệ thống do CN Team sáng tạo và cung cấp. Hệ thống này chưa từng có trước đó và đây là hệ thống tặng miễn phí, được sử dụng rộng rãi trong cộng đồng CN và đặc biệt là group Face 5 đô trên 1 ngày và group Telegram của cái 5 đô 1 ngày này nữa. Hướng dẫn cài đặt CNIG thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt trên tradingview.com ở trên máy tính. Còn ở trên máy điện thoại thì các bạn có thể tải cái app TradingView về. Nếu như các bạn chưa biết sử dụng cái TradingView, chưa biết cài đặt những cái khác ở trên máy tính thì là cài thêm bot auto SLTP nữa. Rồi, đây là một con bot cũng khá là quan trọng trong việc scalping. Bot auto SLTP, thêm cái indicator đếm bip và indicator đếm bip này, còn thêm một cái nữa đâu nhỉ, đếm thời gian nến nữa, thời gian nến. Ok rồi, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cái này trước. Còn nếu như các bạn thắc mắc về cái cài bot này, indicator đếm bip và indicator thời gian nến thì các bạn hãy vào kênh của bọn mình, vào danh sách phát, các bạn sẽ thấy được một bộ video. Đây là hướng dẫn kiếm 5 đô đến 500 đô trên 1 ngày. Khi các bạn vào cái danh sách phát này, các bạn sẽ thấy được phương pháp scalping và tất cả các phương pháp mới bọn mình sẽ cập nhật trong danh sách phát này luôn. Nên là các bạn hãy xem lại từ đầu, ấn vào cái video này, mình có hướng dẫn cài đặt tất cả các phương pháp ngay từ đầu rồi. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cài Ichimoku và Parabolic. Các bạn lưu ý, lên TradingView thì các bạn cần phải đăng ký tài khoản. Đây là tradingview.com. Các bạn đăng ký một tài khoản xong thì các bạn sẽ vào cái giao diện như thế này của một cặp tiền. Và tìm cặp tiền các bạn ấn ở đây. Khung thời gian ấn ở đây. Ở trên điện thoại nó cũng sẽ tương tự, được không ạ? Và các bạn lưu ý một cái nữa. Lý do vì sao nhiều bạn không cài đặt được là bởi vì các bạn ấy sử dụng quá 3 indicator. Và để biết được bao nhiêu indicator rồi, các bạn nhìn đến một góc này. Sẽ có một cái mũi tên chỉ xuống và số. Nếu như số đấy là 3 rồi thì bạn ấn nó ra và xóa bớt đi. Nếu như số đấy là 2 thì... hoặc là 1 hoặc là chưa có thì các bạn có thể cài thêm được. Còn nếu như là 3 thì nó sẽ yêu cầu bạn lên bản Pro. Nhưng mà cái đấy là không cần thiết, bạn chỉ cần dùng bản Free thôi. Chính vì thế các bạn hãy xóa đi làm sao cho đủ 3 indicator thôi. Ở trong phương pháp CNIG này bọn mình chỉ cần dùng 2 cái indicator thôi. Chính vì thế các bạn cứ làm sao có 2 cái này là được. Nếu như các bạn cần dùng nhiều phương pháp nữa thì các bạn tạo thêm nick, được không ạ? Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn. Các bạn lưu ý nha, mình sẽ hướng dẫn cả trên máy tính và cả trên điện thoại. Giao diện nó sẽ tương tự nhau. Các bạn chỉ cần tìm chữ có hình chữ F. Đây, các bạn ấn vào. Ở trên máy tính cũng thế, ở trên điện thoại cũng thế. Bây giờ các bạn hãy ấn vào chữ Indicator. Sau đấy chúng ta sẽ bắt đầu với Ichimoku. Các bạn gõ là chữ Ichimoku Cloud Strong. Đây, Ichimoku Cloud Strong. Chữ có Strong Bullish Bearish này. Gõ vào đây. Đây, của Skyrock Signal. Và sau khi các bạn thấy được cái này rồi, các bạn sẽ làm hai thao tác cho mình. Thứ nhất là ấn vào hình ngôi sao này để cho nó di chuyển vào mục Favorite. Thứ hai là ấn vào nó để cho nó hiện ra ở đằng sau này.
Rồi tiếp theo chúng ta sẽ cài cái Parabolic Shear. Cái này chọn của ông Everget. Các bạn thấy cái này không ạ? Parabolic Shear của Everget. Lúc này các bạn cũng làm tương tự như cái trước, tích vào hình dấu sao để cho nó vào mục Favorite để sau bạn đỡ phải tìm nữa. Cái thứ hai là bạn ấn vào nó cho mình. Rồi sau này các bạn tìm, các bạn chỉ vào mục Favorite là các bạn sẽ thấy được này, có Parabolic Shear của Everget và Ichimoku Cloud Strong Bullet của Skyrock Signal. Bây giờ chúng ta sẽ làm thêm một thao tác nữa, đấy là xóa cái viền của cái Parabolic này đi, nhìn cho nó dễ, nó đỡ nhầm lẫn với cái mây Ichi. Các bạn di chuột vào cái này và ở trên điện thoại thì các bạn ấn vào nó sẽ hiện ra. Sau đấy các bạn ấn vào cái hình bánh răng, kéo xuống một chút, cái phần color này các bạn ấn vào cho mình, kéo nó về không. Phần color 1 này cũng thế, kéo nó về không. Sau đó các bạn ấn OK. Và bây giờ chúng ta đã có một giao diện hoàn thiện của phương pháp. Và chúng ta chỉ xem ở M15. Vậy là bây giờ chúng ta đã chuẩn bị xong cái phần cần thiết nhất để các bạn có thể sử dụng phương pháp CN Ichi này rồi. Các bạn nhớ là muốn cài thêm bot AutoSLTP, indicator đếm bip, indicator thời gian nến ở trên máy tính thì các bạn xem lại cái video trước, là ở trong cái bộ hướng dẫn kiếm 5 đô đến 500 đô trên ngày của bọn mình nhé. Sau khi các bạn đã cài đặt xong thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn sử dụng CN Ichi cho các bạn. Sẽ có hai trường hợp, buy và sell. Buy khi nến mở cửa trên mây Ichi và trên chấm para ở M15. Còn sell ngược lại là nến mở cửa dưới mây Ichi và dưới chấm para ở M15. Tí mình sẽ hướng dẫn cho các bạn xem. Đây, hướng dẫn luôn. Khi mà nến mở cửa tức là như thế nào? Không phải cái nến này đâu nhá. Cái nến này bạn nhìn thấy. Nến này đúng không ạ? Nhưng nến này nó không phải là mở cửa, mà đây là đóng cửa. Đây là nến đóng cửa ở trên thôi. Còn cái nến mở cửa là cái nến này này, nến đỏ này này. Cái nến đỏ này chính là cái nến thứ hai. Bạn có thể tính là nến thứ hai cho nó dễ hiểu nếu như bạn không biết. Nến thứ nhất vượt qua và đóng nến ở trên. Thì đến mở cửa cái nến thứ hai ấy, tức là cái nến đầu tiên mở cửa ở trên cái giải mây Ichi này và trên chấm Parabolic này thì là chúng ta sẽ bắt đầu buy. Còn ngược lại thì chúng ta sẽ bắt đầu sell, được không ạ? Sell thì các bạn nhìn ở phía bên này này, sẽ thấy này. Mình sẽ xóa bớt cái này đi nhé. Đây, ví dụ như ở bên này chẳng hạn. Đây, ví dụ nữa là khi mà chấm ở trong mây là các bạn không nên sell, được không ạ? Không nên sell, không nên buy, bởi vì nó sẽ khá là khó cho chúng ta, nó sẽ nhiễu. Thêm một cái nữa, các bạn nhìn thấy cái này ở trong phần chú ý thì mình sẽ nói thêm. Sell nhá, đây là buy này, nhìn ví dụ buy này cho dễ này. Đây là cái nến đầu tiên đóng cửa ở trên này, thì ngay sau nó là cái nến tiếp theo, chính là cây này, cây to to này này. Cây nến này là cây đầu tiên mở cửa trên mây Ichi và trên chấm para, thì các bạn sẽ bắt đầu buy từ đây. Và mình sẽ đo thử cho các bạn xem. 55 bip. Đây là cặp GU nhá, không phải cặp khác. Cặp GU đấy ạ. Và đây, một ví dụ sell nhìn khá là dễ hiểu. Nến đầu tiên này, chúng ta bỏ qua cái này. Nến thứ hai mở cửa sẽ là cái này, thì chúng ta sẽ sell từ đây. Bởi vì nó mở cửa ở dưới mây này, dưới chấm này. Chúng ta sẽ sell từ cái nến này và mình sẽ đo thử. Đây, SLTP của chúng ta là 20 cơ. Đây mới đi 12 thôi. Và nó xuống, các bạn nhìn thấy này, 62 bip, không có gì để nói đúng không? Tiếp theo xuống đây nữa. Đây quá rõ ràng rồi, chúng ta sẽ buy từ đây, từ cái nến màu đỏ này trở đi. Các bạn nhìn một đoạn dài như này chắc chắn là ăn rồi, không cần phải nghĩ nhiều. Sell. Đây, đoạn này. Cái này là đóng nến dưới rồi này. Chúng ta sẽ sell từ cái nến này. Từ cái nến nhỏ nhỏ này này. Hoặc là nến ngay sau nó là nến này cũng được. Mở cửa ra cái là chúng ta sẽ sell luôn. Bởi vì các bạn đã xác định được trước là nó ở dưới chấm rồi, dưới mây rồi, thì các bạn sẽ sell luôn. Và đây mình sẽ đo thử. 25, 30 bip. Tiếp theo về một ví dụ buy. Đây, đóng cửa ở trên.
bắt đầu bài từ đây trở lên. Đấy, đây là phương pháp nhìn rất là dễ hiểu thôi, các bạn chỉ cần nhìn qua một lượt là các bạn có thể làm được. Nói thế thôi, giờ đến cái phần chú ý luôn nhỉ. 15 phút thì chứ, vãi thật. Sau khi các bạn đã biết được buy khi nào, sell khi nào, thì các bạn phải biết thêm những cái chú ý khác nữa. Và đây sẽ là một phần rất là quan trọng. Các bạn hãy chú ý ở đây là có 9 cái. Đầu tiên là nên giao dịch từ 1 giờ đến 22 giờ theo giờ Việt Nam. Tại sao lại thế? Bởi vì tầm này, theo bọn mình để ý, sẽ là một tầm giờ mà giá chạy mạnh, nhanh, sẽ giúp cho các bạn chờ không phải lâu. Các bạn sẽ rất là nhanh đạt được cái kết quả thôi. Thì các bạn nên vào tầm khung giờ này. Thứ hai, một setup chỉ vào một lệnh, tức là như thế nào? Một setup chỉ vào một lệnh, tức là buy chúng ta chỉ buy một lần thôi. Xong tiếp theo nếu có cái khả năng buy tiếp thì chúng ta không vào nữa. Xong chúng ta chỉ chờ sell thôi. Lệnh sẽ phải là luân phiên. Buy xong thì chờ sell. Sell xong thì chờ buy. Cái thứ ba là khi nến đang chạy trong mây Ichi, tuyệt đối không vào lệnh. Nến đang chạy trong mây này, các bạn thấy là ôi tăng cột dài như thế này rồi, chắc là mình phải buy ngay, nếu không thì nó muộn. Nhưng mà các bạn nhìn này, bên này nó lên được một tí xong nó xuống, xuống cắm mỏ luôn, rất là nhọn. Chính vì thế nó sẽ có những cái rất là nhiễu. Thì khi mà mây vẫn đang có cái nến ở trong ấy, thì các bạn không nên vào lệnh để tránh cái nhiễu đi ra. Thứ hai, cái thứ tư là nến mà càng xa chấm và mây, chấm para và mây Ichi thì chứng tỏ là trên càng mạnh. Các bạn có thể nhìn đây, giá này, chấm này và mây này, nó cách rất là xa, tức là đang đi một cái đà rất là mạnh lên trên. Và khi các bạn nhìn thấy cái giá và cái chấm này nó bắt đầu gần lại nhau ở cái đoạn này này, bạn thấy không ạ? Chấm và cái giá nó bắt đầu gần lại nhau, thế tức là cái lực nó bắt đầu giảm rồi, nó bắt đầu chuyển sang sell rồi, bạn thấy không? Nó bắt đầu xuống. Đấy lý do vì sao khi chúng ta vào là chúng ta vào ngay từ đầu, khi nó bắt đầu cách xa khỏi chấm và mây Ichi. Cái thứ năm là các bạn nên giao dịch những cặp GBB, bởi vì cặp này chạy nhanh, mạnh và nó sẽ đem tới được cho các bạn cái khoảng thời gian đủ ngắn để các bạn chốt được trong ngày. Và về cặp vàng thì bọn mình đang test. Đấy, như phần trước mình có nói là cũng thấy khá là hiệu quả, nhưng mà để đảm bảo chắc chắn thì bọn mình chưa chắc. Nên các bạn nếu muốn test thì các bạn cứ test, không có gì vì khó cả, bởi vì các bạn có thể xem ở tài khoản demo được. Tỷ lệ SLTP thì các bạn nên đặt stop loss và take profit là 15-15 hoặc 20-20 tùy các bạn. Các bạn thấy hợp lý thì đặt, bởi vì những cặp G này, những cặp vàng này, nhất là với phương pháp M15 này thì M15 này, 15-15 và 20-20 là hoàn toàn có thể đạt được. Tiếp theo, chỉ giao dịch ở trên khung M15 phút thôi, M15, 15 phút, giao dịch tài khoản demo trước. Được không ạ? Các bạn hãy nhớ là làm cái gì thì các bạn lên cẩn thận một chút, giao dịch demo trước. Cuối cùng về tỷ lệ win rate, để các bạn đỡ phải hỏi, thì tỷ lệ win rate của phương pháp này của bọn mình là 90%. Tại sao mình lại dám khẳng định như thế? Là bởi vì bọn mình dùng, bọn mình thấy ok. Nhưng mỗi bọn mình dùng thì không nói lên điều gì cả, nhưng trong cả một group hàng nghìn người dùng thì các bạn hãy tin về điều đó, bởi vì nó hiệu quả và nhiều người dùng thấy hiệu quả, họ phản hồi lại cho bọn mình. Thì tỷ lệ win rate này là 90%. Nếu như các bạn tin, các bạn dùng thì các bạn hãy thử ở trên demo cũng được. Các bạn thử ở tài khoản Rin cũng được, tài khoản nhỏ thôi, tùy các bạn. Làm sao để các bạn thấy hợp lý là được. Còn nếu như các bạn không tin thì các bạn bỏ qua, đơn giản thôi. Bọn mình dành thời gian để kiếm tiền là chính. Bọn mình không rảnh để tiếp những người mà tại sao lại phương pháp này là win rate 90%, có gì chứng minh không, được các thứ. Bọn mình không rảnh. Một ngày bọn mình kiếm 5 đô, 10 đô, 50 đô, 500 đô một ngày là để bọn mình kiếm tiền. Thời gian đấy bọn mình kiếm tiền nó còn nhiều hơn, không rảnh để đi tiếp những người như thế. Các bạn cũng lên như thế. Nếu như các bạn muốn vào, muốn tham gia cộng đồng kiếm 5 đô một ngày của bọn mình, thì các bạn hãy ấn vào cái đường link này, bọn mình sẽ để ở dưới phần mô tả của video, hoặc là ấn trong file này cũng được, tìm trên Facebook cũng có. Các bạn hãy vào đó đồng hành cùng bọn mình, đồng hành cùng những người tích cực muốn kiếm tiền mỗi ngày, muốn giúp đỡ nhau, chia sẻ phương pháp cho nhau mỗi ngày, chứ không phải tiếp chuyện những cái thằng cà khịa, những cái thằng không kiếm được tiền, những thằng rảnh nó suốt ngày đi nó hỏi tại sao lại thế, chứng minh đi. Tại sao chúng ta phải chứng minh cho nó? Bởi vì chúng ta chứng minh chúng ta không được tiền. Nếu chúng ta chứng minh mà nó cho chúng ta 5 đô một ngày, 50 đô một ngày, 500 đô một ngày thì chúng ta chứng minh ngay, có gì đâu. Ngay trong cái video này mình đã cho các bạn xem cái phương pháp của bọn mình kiếm được như thế nào rồi.
với vốn bao nhiêu rồi. Ở trong cái video kiếm 5 đô mỗi ngày, các bạn cũng có thể thấy được là ở 5 đô một ngày với vốn 100 đô là hoàn toàn có thể. Ở video này thì là 100 đô một ngày với vốn 500 đô là hoàn toàn có thể. Nếu như ai muốn bạn chứng minh thì bạn cứ bảo là xì tiền ra thì tôi chứng minh cho. Rất mong rằng video này có thể giúp ích được cho các bạn và giúp được cho các bạn kiếm 5 đô mỗi ngày, 50 đô mỗi ngày, 500 đô mỗi ngày hoặc là cao hơn thế tùy vốn của các bạn. Nếu như bạn thấy phương pháp này hay và hữu ích thì hãy comment xuống, nếu như bạn kiếm được tiền rồi, hãy comment xuống cho bọn mình biết để ngày càng hoàn thiện hơn, cố gắng hơn, nỗ lực hơn, đưa đến các bạn những phương pháp tốt hơn. Và bọn mình luôn mong muốn cái điều đó. Hãy comment xuống cho mình biết nếu như các bạn đã kiếm được tiền rồi. Và hãy vào group của bọn mình để thảo luận, chia sẻ phương pháp này cho bạn bè để họ cũng có thể kiếm được 5 đô mỗi ngày như các bạn. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video này. Hẹn gặp lại các bạn ở trong video tiếp theo. Chào các bạn. It's running.